Ông kia! Ông dám chạy đúng không? Đứng lại! Ôi ra đây! Đứng lại nhanh lên! Ôi ông kia! Đâu rồi? Đâu rồi? Ra đây nhanh lên, bà mà biết nhá! Bà mà tìm được nhá thì biết tay bà! Ôi đâu rồi? Ra đây nhanh, khôn hồn thì ra đây nhá! Khôn hồn thì ra đây, bà còn tha cho chứ để bà bắt được nhá! Rồi vẫn kiên quyết không ra đúng không? Tí được bắt được, đánh cho nát xương như còn gì nữa. Bắt được mà dễ, bắt được mà dễ. Đuổi đi, đuổi được mà dễ. Hả? À, cái à? Cái à? Hả? Tí rơi mất cái đuổi. À, bây giờ thì 2 năm rõ 10 rồi nhá. Hả? Sao lại ăn bụng? Hả? Tôi xin mày. Đây là cái gì? Đuổi cá. Cá này lấy ở đâu? Cá chép lấy ở nhà mình. Thế tôi hỏi ông, hôm nay là ngày bao nhiêu? 23 tháng chạp. Là ngày gì? Ông Công, ông Táo. Thế tại sao tôi thắp hương xong, tôi bảo ông đi thả cá cho tôi, ông đã thả chưa? Thả rồi. Thả ở đâu? Nồi. Là rồi ôi, thả ở nồi rồi ôi, là rồi ôi. Ông có biết là cả một năm trời qua, các ông bà Táo đã phải sống ở nơi xó bếp nhà mình. Chỉ có một ngày 23 thôi là các ông bà được thăng thiên về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những tu nhân tích đức của tôi. Bà tích được nhiều đức lắm. Thế mà ông nỡ bẻ luôn cái đuôi cá như thế này thì các ông bà lấy gì để cưới? Không, à? Không phải bẻ đuôi cá, tôi ăn hết mà còn cái đuôi thôi chứ. Lại còn ăn hết cả. Trời ơi. Xong cứ đánh chồng chán chát. Thế bây giờ tôi hỏi ông ăn hết như thế này thì các ông bà Táo lấy gì cưỡi về trời? Không phải cưỡi, các ngài thông chi tam giới, tự bay, cần gì mà phải cưỡi con cá làm gì cho nó thành người ra. Được rồi, thế thì tôi cho ông thông chi tam giới luôn nhá. Tôi xin mình, tôi xin mình ơi. Ôi giời ơi, mình ơi, giữa đường giữa xá này cứ đem chồng ra giữa đường giữa xá bêu này, môi hở răng lạnh, mình ơi, một vạch áo cho người xem lưỡng làm gì, rồi ơi, cứ mang tôi về nhà rồi mình đánh thế nào cũng được, đánh đòn âm tôi chịu được chứ đánh như đây mất thể diện lắm. Đòn âm là thế nào? Là sư thúc vào thận tôi này này. À, đừng đánh vào mặt. Hóa ra là bây giờ ông lại còn xui dạy tôi là đánh vào thận ông đúng không? Đánh vào thận ông để ông hư thận thì tôi dùng bằng cái gì? Ôi trời ơi, dùng mà chả yêu thương cái gì, dùng làm gì? À, bây giờ lại bảo, ông lại bảo là tôi không yêu thương ông đúng không? Xin mình đừng đánh tôi, khổ thân tôi. Quỳ xuống. Không thể tha cái tội này được. Cái tội mà dám vô lễ với ông Táo bà Táo, có mỗi con cá để cho ông bà Táo cưỡi về trời thì ông ăn mất. Ông bà Táo cưỡi về bằng cái gì? Bây giờ ông quỳ xuống đây. Ông quỳ xuống đây. Đến bao giờ ông Táo bà Táo về thì tôi sẽ cho ông về nhá. 30 Tết các ông bà mới về. Thì 30 Tết ông về. Ngồi đây mà ăn năn sám hối đi. Tôi ăn năn sám hối, tôi biết lỗi rồi mình ơi. Cho tôi đừng. Ông nhờn với tôi đúng không? Không không không. Ông lại nhờn với tôi đúng không? Không không, mình đừng đấm nữa. Quê. Quê. À mình ơi, cho tôi xin nói một điều. Nói. Hôm nay bên nhà nội dặn vợ chồng mình đưa con cái sang ăn cơm. Mà mình đánh mặt mũi tôi ra như thế này, rồi bắt tôi quỳ đây, rồi đến lúc ông bà mà biết thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tôi không cần quan tâm nhé. Với lại là mình bảo là mình tu nhân tích đức, thì hôm nay mình tích một tí đức đi, mình đừng bắt tôi quỳ nữa. Tôi đem tích đức đây sang đấy cho ông bà hoan hỉ. Ông quỳ ngay ở đây nhé. Bây giờ tôi sẽ đi về.
Một lúc nữa tôi ra mà tôi thấy ông đứng lên thì ông đừng trách tôi. Nghe rõ chưa? Vâng. Nghe chưa? Vâng, vâng. Chiều quá rồi hóa hư. Mình cũng là thằng sợ vợ. Sao bảo ở nhà chỉ có vợ quỳ, thế mà bây giờ ra đây quỳ làm gì thế? Đây ở đường mà. Ra đường quỳ làm gì? Lễ trời lễ đất. Hôm nay 23 tháng chạp. Lạy lễ... lễ trời lễ đất ý mà. Ôi, thế lạy trời lạy đất, lạy ông công, ông táo, thái thượng lão quân, thái bạch kim tinh, cho bạn con bớt sợ vợ. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Cái guốc này là của ai? Của chồng. Đi nào. Vâng. Chết mày chưa, đồ con tiều. Thế mà hôm qua cứ bảo là không sợ vợ, thế bây giờ mày trắng mắt ra chưa? Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười, hôm nay thì mày chết nhá. Đắng mặt là trái, sống ở trên đời cho nó đáng mặt là trái, sỏi xanh cũng lội, trông gai cũng treo, dù ai sang trọng đói nghèo. Này bạn tôi. Bạn tôi nói gì tôi? Vào nhà tôi giới thiệu nhà tôi cho bạn. Ôi thôi thôi, xin phép bạn, chắc là để khi khác. Chứ vào nhà bạn thì vợ bạn cứ mặt nặng mày nhẹ, chồng khó chịu lắm. Không, bạn cứ hiểu lầm. Cái tánh tôi là rất yêu thương bạn mình. Rượu chè rồi nhưng bạn đã ăn gì đâu. Ôi quan trọng gì đâu. Không, bạn là phải vào làm bát cơm cho nó ấm bụng, rồi về oánh một giấc ngon lành, mai lại tỉnh táo. Nhưng mà đây phải nhà bạn đâu, đây là nhà vợ bạn mà. Ôi trời, đây không phải nhà tôi, nhưng đây lại là nhà cha vợ tôi. Trước sau gì ông ấy cũng khuất núi, mà ông ấy khuất núi thì cái nhà này là của tôi chứ của ai. Khôn quá, khôn. Thôi nghe tôi thiết đãi bạn một bữa cơm rau dưa. Thôi nhưng quan trọng nhất ý, sao tôi cho bạn thấy cái cách tôi dạy vợ tôi cho bạn thấy. Bu nó đâu? Bu nó đâu rồi? Cái gì? Ôi giời ơi.
Mình ạ. Ra đây bảo cái coi. Dạ, em đây ạ. Cụp cái mắt xuống. Dạ. Sao nói vợ thế? Thấy chưa? Chào bạn tôi chưa? Khoanh cái tay vào. Ôi, dạ. Em chào bạn của chồng em ạ. Mày thấy chưa? Được đấy, được đấy. Đã chuẩn bị cơm nước chưa? Em đang chuẩn bị đấy mình ạ. Hôm nay đặc biệt. Chó im. Hôm nay đặc biệt. Bạn tôi đến chơi. Dạ. Không cơm rau dưa như bình thường được. Vâng ạ. Hãy thịt ngay con gà sống thiến tôi nuôi ở vườn ấy. Ok mình ơi, con gà đấy em để dành Tết 30 đấy. Thôi bạn, thôi ăn uống gì, gà để dành. Con gà sống đấy để tôi thiết bạn tôi. Còn đêm 30 ấy, cúng con vịt. Ô kìa, cúng vịt làm sao được mình? Thì nói có nghe không? Ôi dạ vâng ạ. Thôi đi làm cơm đi. Dạ. Ăn tôi vào. Cứ nói to lên chứ sao, cứ phải nói bé làm nói gì. Nói bé thì cái này không nói to được. Nói. Hay là nói to nhá. Thế sao mà với con hến bạn cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng vuốt ve âu yếm, mà với vợ bạn cứ dùi đục chấm mắm cấy để. À, mà lại còn cho nó bao nhiêu tiền nữa. Ôi, vợ mình nói năng nó. Mày giết tao rồi. Ông ra đây. Đi ra đây. Giỏi thật, nhẹ nhàng này. Viết cho con hến này. Cho hết tiền này. Cho hết tiền này. Ông đi vào đây chết với tôi. Anh tình tưởng. Không sợ vợ phải như thằng này này. Nhanh cái chân lên. Đã nói như thế rồi là sang bên đấy. Về với thầy U thì nhanh nhanh chóng chóng lên. Ông tưởng là có một mình nhà ông à? Còn nhà tôi, thầy U tôi cũng đang đợi kìa. Ôi giận thì mình. Bao lâu nay tôi không được về thăm thầy U tôi. Tôi về thì tôi cũng phải có câu chuyện, câu trò. Tôi thăm hỏi thầy U, thăm hỏi họ hàng, làng xóm. Chuyện thì là đủ rồi. Mà về thăm thầy U thôi, sao phải thăm hàng xóm, sao phải thăm họ hàng. Thế sống thì phải có nguồn, có gốc, có trước, có sau chứ. Thế tôi hỏi ông ở với tôi hay ông ở với thầy U ông? Hả? Ở với mình cả năm, chui dưới gầm trạn nhà mình cả đời. Ở với bố mẹ cả đời rồi. Không lý sự nữa nhá. Không tranh luận nữa nhá. Bây giờ nhanh lên. Nhanh lên đi, sao không thấy U tôi đợi. Nhanh lên. Tôi bảo bà rót trà, bà có rót không? Bà cứ đợi đấy nha. Bà cứ đợi đấy. Tôi nói cho bà biết nhé. Tôi truyền đời bá danh cho bà biết nhé. Bà mà hốt nhá là tôi đánh tuốt xác. Hốt nữa nhá, trả về nơi sản xuất nhá. Cái nhà nó phải có nóc nhá. Cái người đàn ông, cái người chồng trong nhà nó phải là chuột cụ nhá. À không, cụ chốt. À không, nhầm. Nó phải là trụ cột nhá. Cho nên tôi nói ấy là bà phải nghe nhá. Không được cãi, không được hôn, nhớ chưa? Cái gì thế? Chuột mới cả trụ cột cái gì thế? Sao? Thế ông muốn làm chuột gì? Chuột nhắc. Thế ông vừa đập bàn đập ghế gì ở đây? Đâu thì như tôi đã nói với bà ấy, năm nay bà để cho tôi được làm người đàn ông. Thế vừa rồi là tôi tập để giao oai một tí thôi. Thế bình thường ông phải là đàn ông à? Thì tôi là đàn ông, tôi là chồng bà. Nhưng bà xem ấy, cái việc
gì trong cái gia đình lại đến tay tôi thì cái thân phận của nữ công gia chánh ấy. Nữ công gia chánh nhá. Mọi việc trong nhà ấy đã có người ăn kẻ ở nó làm rồi, ông làm cái gì? Thì đấy, đây này, này bà thấy này, những cái bộ quần áo trên người tôi mặc này nó cũng không phải là đàn ông này. Đây đây là tôi mặc lại của bà này, rồi cả cái vấn này này, bà thấy không? Nó có vừa mới đâu tôi đâu, là của bà dùng cũ rồi bà để lại tôi dùng. Thế thì tôi chả có một tí nào là chồng bà là cái dáng đàn ông ở cái gia đình này. Cái là đàn ông ấy, ông có làm được đâu. Ông kêu cái gì? Cho tôi ít hào này, tôi mừng tuổi, con cháu thì đông mà trong người chả có xu là nó cũng ngựa. Thôi đi, cái việc ý nhá, không đến lượt ông hiểu chưa? Thôi, thì không nói đến tiền, thế bà cho tôi sẵn sàng một tí nhá. Con phải tùy xem thái độ thế nào đã nhá. Này, tôi thấy các con nó bảo là hai ba nó sang đây ăn ông công ông táo nhà mình đấy. Ông liệu mà xem nhà cửa dọn dẹp như thế nào đi nhá. Còn bây giờ ấy, tôi sang nhà bà Lý, tôi gửi chút quà Tết nhá. Liệu đấy. Biết rồi. Tối nay đợi mày ngủ say nhé, ông trời cho mày chết. Thầy ơi! Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Con chào thầy! Con đâu rồi thầy? Thầy! Tao lạy mày! Mày bé bé cái mồm một tí, tao vừa thoát được cái nợ này thì đến cái nần này nhé. Ôi dồi ôi! Mệt! Thầy này! Con này phải giống u con chứ! Ôi dồi! Mày cứ nói con thế. Mày bé bé cái mồm thôi nhá. Tao vừa yên ổn được một tí đấy nhá. Con đã nói gì đâu. Im. Mà thằng kia, sao mày cứ đứng đấy hả? Con đứng cho chân cứng đá mềm. Đứng cho chân cứng đá mềm à? Dạ. Mà mày mặc áo của ai đấy con? Dạ, áo của con mà. Áo của mày sao mà ta thấy nó rộng mà nó như là áo của vợ mày là thế nào hả? Thầy! Con gầy, nó rúm ạ. Hả? Thôi thì vào đây ngồi đi con. Con này, đứng dậy cho thằng chồng mày nó ngồi. Kìa, thầy bảo ngồi đi. Con đứng được mà. Đấy! Nhà con thích đứng mà. Này, dâu là con, rể là khách nhá. Mày đứng dậy cho nó ngồi. Thế thế chưa, con bảo rồi, có ngồi đâu mà thầy cứ. Cái thằng này. Ui giời, mày sợ vợ mày à? Hả? Không, con tôn trọng vợ con. Ui giời ơi, trần đời tao chưa thấy cái thằng đàn ông nào như mày nhé. Thầy nói cho mày biết. Dạ. Trong cái gia đình, người đàn ông phải là trụ cột của cái gia đình nhé. Người đàn ông nói một cái là người vợ phải răm rấp nghe nghe. Thầy! Hả? Sao thầy lại nói thế? Nhà con khác. Nhà con khác à? Đấy là nhà mày, còn đây là nhà thầy nhá. Đây cũng là nhà con chứ. Ô hay, tao đã mua nhà cho vợ chồng mày rồi, thì đây là nhà tao nhá. Mà thôi, mày xuống bếp nhá, xem con xem người ở nó làm cơm đến đâu rồi, mang lên đây, tao đãi con rể tao nhá. Mày xuống bếp, xem con xem người ở nó làm đến đâu rồi, mang lên đây để tao đãi thầy tao. Cái con này, dạ? Tao bảo mày sao mày đi truyền nó là thế hả? Bảo mày con này láo nhỉ. Ai? Để đấy thầy xử lý. Vâng. Mày con Liễu xuống bếp nhá, để cho thằng chồng mày ngồi đây nhớ chưa thầy này. Cái mày nhỉ. Sướng nhá, nhanh thầy. Anh chửi ai đấy? Con chửi thầm thế mà thầy cũng nghe thế ạ. Thầm là thầm thế nào? Tôi nhìn cái khẩu hình của anh là tôi biết là anh chửi tôi đó nhá. Thôi, ngồi vào đây. Con xin thầy. Ngồi vào đây. Con đè nén nhiều quá nên con đã chót buột miệng con chửi thầm. Không sao, thầy được. Lần này thầy bỏ qua thôi. Con thấy không? Ở trong cái gia đình,
cái người đàn ông nó phải có uy, thầy nói một cái, còn cái liễu nó phải nghe răm rắp nghe, hôn là không có được, hôn là thầy oanh chết nhé. Thế thì đàn bà ấy, đừng có nhường nhịn quá, được đằng chân nó sẽ lân lên đằng thủ. Thủ là đầu. Đúng rồi, thủ là đầu, mặt đủ là nó sẽ đè đằng chết. Không những nó đè con, nó còn thụi vào thận con, toàn đánh đòn âm, không thở được luôn. Thầy sao đấy? Đau thận ạ? Tôi ngứa, tôi gãi. Thế con cứ thấy thầy ôm ôm. Anh thấy không? Đàn bà được đằng chân là nó sẽ lân đi đằng đầu ngay. Cho nên là mình phải có cái sĩ diện của cái người đàn ông. Đó. Mình phải có cái uy của người đàn ông. Anh nhớ không? Con kính thầy. Con nể, con thương vợ con thôi. Chứ nói thật là cũng không sợ lắm đâu. Thầy, hôm nay cũng 2-3 tháng chạp rồi. Thầy xem thế nào, thầy giúp con, thầy đưa cái gia đình con nó về cái tôn ti để sang năm con hoan hỉ, chứ cứ như thế này con chả sống được đúng, bao đúng, lâu đúng, đúng. Thận thì dập rồi. Ở cái gia đình ấy, nhá, cái người đàn ông là nó phải có tiếng nói nhá. Con vẫn nói đấy. Tiếng nói nó phải có trọng lượng. À như vậy. Chứ không phải nói ly nhí như anh. Thôi được rồi, anh cứ để đấy nhá. Để tôi gọi cái con cái liễu nó mang cái bơm rượu lên đây nhá. Tôi và anh sẽ làm chén cho tôi sẽ dạy anh cái cách làm thế nào để cho cái gia đình nó phải đi vào cái nề nếp gia phong. Người đàn ông nó phải là cái trụ cột, nó phải có tiếng ăn tiếng nói ở cái gia đình nhá. Thầy xin nó cho con uống mấy chén. Ôi giời. Anh cứ sợ có tôi đấy, cứ phải lo. Vậy. Liễu đâu? Con cái liễu đâu? Mày mang cái... Sao nó giống giọng vợ tôi thế nhỉ? Mày mang cái dạ lên đây, mâm cơm rượu đã có chưa? Hả? Mang lên! Mày nhanh cái chân lên thế nào? Ui giời, ui giời. Tí thì đỡ. Đỡ thì không đỡ. Mời thầy ạ. Ngại không? Rót rượu cho thầy đi. Này. Chị Liễu. Dạ. Làm cái gì? Ăn ạ. Ai cho mày ngồi đây? Hả? Đàn bà con gái là không được phép ngồi chung mâm với đàn ông trong cái gia đình nhá. Nhà con vẫn ngồi mà. Đấy là nhà mày, còn đây là nhà tao. Tao đã mua nhà cho mày rồi. Xuống bếp. Xuống bếp. Khi nào tao ăn xong tao gọi lên thì dọn. Hiểu chưa? Thầy. Con này hỗn nhỉ. Ăn nè. Thầy. Bước. Anh định chửi nó đấy à? Không, rắc rắc ạ. Anh thấy chưa? Tôi nói một là một, hai là hai. Nó phải có tôn ti trật tự. Anh rót rượu đi. Dạ, con rót rồi. À. Con kính thầy ạ. Được rồi, để tôi với anh uống xong chén này nhé. Tôi sẽ dạy anh cách làm người chồng, người đàn ông trong một cái gia đình nhé. Dạ, thế thì còn gì bằng ạ? Con mời thầy ạ. Đã bao giờ ở trong mâm cơm mà anh bảo con cái liễu nó đi nó hâm lại cái bát nước mắm cho anh chị? Nước mắm thì việc gì phải hâm ạ? Thế nó mới là cái oai phong, cái lẫm liệt. Hả? Mình bắt nó cái gì nó phải làm. Thầy tỉ mỉ quá. Phải kỹ như thế nhá. Dạ. Thì nó mới ra cái tôn ti, cái trật tự, nó ra cái nề nếp gia phong của một cái gia đình ra sao. Thầy dạy phải lắm ạ. Dạ. Thế bày cơm ra rồi mà nó không cho mình ăn thì làm thế nào? Anh như thế là không được. Bày cơm ra mà nó không cho mình ăn thì mình sẽ không ăn. Thế thì không ăn mình đói, mình hoa mắt, mình chết hả thầy? Mình sẽ không ăn
mà mình chờ cho nó đi ngủ rồi mình xuống bếp mình ăn cơm nguội. Ăn vụng chứ sao? Úi giời, ăn vụng nó bắt được nó đánh chết nữa. Thế thì chờ nó ngủ kỹ rồi bắt đầu mình mới xuống mình ăn vụng để cho nó tưởng rằng là mình không ăn, tức là mình tuyệt thực. Tuyệt thực để đấy cho nó thương, không? Nó lo. Nó lo. Thầy dạy chứ phải. Đúng là khôn đâu đến trẻ mà khỏe đâu đến già. Dạ. Uống đi. Dạ. Được. Nó phải thế nó mới ra cái tôn chi trật tự được. Anh gió đi. Đang gió đây. Không ở nổi mắt. Thôi. Uống đi uống. Kinh nhỉ? Hôm nay được uống rượu cơ đấy. Ăn đòn chưa chừa đúng không? Hôm nọ ăn đòn chưa chừa đúng không? Đòn gì? Hả? Đòn nào? Có thích đòn nào không? Đòn nào này? Đòn nào này? Không chừa à? Mày chết chưa con? Mày dám cãi lời vợ. Nó đánh cho tím mắt rồi con. Có thích nữa không? Nữa đi con. Có thích nữa không? Làm gì đấy? Làm gì đấy? Đúng rồi. Mạnh lên con rể. Mạnh lên con rể. Mạnh lên con rể. Bà cứ bình tĩnh để tôi giải thích thế nào. Ông có gì để giải thích hả? Là bây giờ ông nói đi. Tôi cho ông để ông nói đấy. Nhanh lên. Ông đừng để tôi lên cơn điên. Thế bà cho tôi ngồi xuống để tôi nói. Ôi giời, chả là thế này. Các cụ ở trong đình ấy đang nói xấu phụ nữ. Hả? Nói xấu ai? Nói xấu phụ nữ là ai? Đấy là phụ nữ ở trong làng ta ấy. Tôi đã bảo không, đấy là ai chứ, vợ tôi là không xấu được, vợ tôi đẹp lắm, vợ tôi là thắt đáy lưng ông này, công dung ngôn hạnh này. Thế thì các cụ bảo là ôi trời ơi, vợ ông có mà thắt cổ ấy. lưng gì đáy lưng voi ông cái gì mà công gì, công dung ngôn hạnh có mà sư tử Hà Đông. Thôi không thì tôi bảo là không, vợ tôi là như thế mà. Thì các cụ lại bảo vợ ông không thể bằng cái con hến ở trong làng được. Tôi mà không bằng cái con hến nhé. Không, đấy là các cụ ấy nói. Các cụ ấy bảo là cái con hến ấy, người nó đẹp lắm, nó thắt đáy lưng ông này, thế rồi là nó lại còn lẳng lơ nữa. Thế thì tôi bảo, thế thì phải để tôi đi thử xem. Hả? Thế là bây giờ cháy nhà ra mặt chuột nhá. Thế là ông vẽ vãn con hến đúng không? Ông ra ông tầm tem nó đúng không? Để nó chửi ra mặt cho đúng không? Bà ơi. Con nói ông nhà mình thực ra là chưa sờ vào người con hến đâu. Ông nhà mình mới chỉ sờ vào cái lưng áo của nó thôi. Thì nó mới bù lu bù loa lên. Mà bà biết đấy, ở trên đời
là không có ai ăn không ăn hỏng của ai cả. Con hến này nó chưa thấy tiền đâu mà ông sờ vào người nó mới bù lu bù loa lên đấy chứ ạ. Đấy, thế là cái máu dê ở trong ông nó trỗi dậy rồi đấy đúng không? Hả? Ông bôi dao chất chấu vào mặt ông tôi như thế à? Tôi truyền hồn báo danh cho ông biết nhá. Từ bây giờ nhá, là ông không đi đâu hết, cả Tết này ông ở trong nhà cho tôi nhá. Nhá, ông đừng để tôi tăng xong, ông đừng để tôi lên cơn điên nhá, mà tôi... Bà ơi, sao bà không cho tôi ra ngoài được? Tết mà bà không cho tôi đi thì tôi còn thu Tết làm sao được? Đấy không phải việc của ông, đã có tôi với lại thằng Nô rồi. Nhưng mà cả năm có một cái Tết để mình đi thu, thế mà bây giờ ở nhà thì thu vào đâu được? Thôi được rồi, thằng Nô. Dạ. Bà truyền hồn báo danh cho mày biết nhá. Tết này mà ông đi thu nhá, mày phải hộ tống ông đi đến nơi về đến chốn, thu xong về luôn, cấm tạt ngang tạt ngửa nhá. Bà mà biết mày để ông tạt ngang tạt ngửa thì bà tao cắt luôn nhá. Mày nghe rõ chưa? Mà mày đi bơ nhá, tao thả mày xuống sông luôn đấy. Ừ mà bà ơi, con có trách nhiệm hầu hạ ông, nhưng làm sao con kiểm soát được hành động của ông và bà? Mày phải kiểm soát được nhá. Thêm một lần nữa mà mày để bà xấu hổ nhá, mày để ông bôi dao chất chấu vào mặt bà nhá, tao thì tao đóng dọ mày, tao thả cho mày trôi sông luôn đấy nhá. Tao mệt quá rồi, không thể ngồi đây để nói chuyện với ông được nữa rồi. Mày đứt đốn. Ôi, ông ơi, tình hình này chắc là con ở vậy không dám lấy vợ đâu ạ. Cái gì? Sao lại không lấy vợ? Nhà phải có nóc chứ. Cái gì đấy? Nóc nào? Không, tôi đang dạy cái thằng Nô này, là nhà này, là bà là cái nóc nhà, cho nên phải nghe theo bà. Mày rõ chưa? Dạ. Làm cái nào rồi? Đứng lại! Ông có mệt không? Cái gì thế? Cấp à? Khổ quá, em chót lấy tiền của vợ em. Thế mà nó đánh em sưng cả mồm thế này. Ôi giời ơi, làm cái nào rồi? Sưng hết cả mặt mũi. Bà nghĩ cách nào bà cứu em với? Tạm rồi. Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Đâu rồi, ông đứng lại không? Này, cô, cái chuyện gì thế cô? Bác ơi, em hỏi bác nhá. Bác có nhìn thấy lão chồng nhà em chạy qua đây không hả bác? Lão ấy chạy hướng nào hả bác? Không có thấy chú ấy đâu. Thế nhưng mà có chuyện gì thế? Ôi giời bác ơi, em khổ lắm bác ơi. Hai vợ chồng tiết kiệm được một chút tiền để mà Tết, lấy tiền tiêu Tết. Thế mà lão chồng nhà em nhá, nó lại dám lấy hết tiền để mà đi nhậu nhẹt uống rượu bác ạ. Ôi em điên quá, thế em điên quá. Lấy hết tiền Tết của vợ để đi nhậu à? Vâng. Ôi giời ơi, thế thì đánh cho chết. Đúng rồi ạ. Cứ đánh cho chết, cho rửa cái gì. Đâu đánh con. Thế nhưng mà... Dạ? Tôi nói thật nhá, nói thế thôi, chứ đàn bà ấy, mà cái đòn gánh này để gánh vác ở trên vai, chứ đem đi đánh chồng ở ngoài đường, ngoài chợ như thế thì người ta cười chết. Em cũng biết chứ, nhưng mà em điên lắm, em phải đánh nó mới chừa bác ạ. Thôi, có gì ấy thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ làm mầm mỹ này thì không hay đâu, nhá. Thế em hỏi thật, bác có nhìn thấy lão chồng em chạy qua đây không ạ? Nhìn thì tôi không nhìn thấy chú ấy. Ôi. Nhưng mà tôi thấy có người nhảy xuống dưới sông này. Đúng rồi. Không biết có phải là chú ấy không? Có người nhảy xuống dưới sông? Ừ. Ôi trời, chồng em đấy. Mình ơi. Thế là chú ấy à? Thế cười cái gì? Cười gì? Ông dọa có một tí đã sợ hết cả bà rồi. Điều đó chứng tỏ là vẫn còn thương chồng lắm. Vâng. Này, thôi tôi nói thật với cô nhé, thương chồng như vậy ấy, thì
vợ chồng có gì thì về đóng cửa bảo nhau, chứ đừng làm ầm ĩ ở làng xóm này thì người ta cười cho nhá. Thì em cũng biết là như thế. Nhưng mà em phải đánh, đánh nó mới chừa được bác ạ. Thôi tôi đã khuyên như thế rồi, nhưng mà bây giờ tôi nói thật nhá, dạ. Tôi nói đùa thế thôi chứ không phải chú nhảy xuống sông đâu. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật thì cô phải hứa với tôi nhá, là không được đánh chú nhá. Thì bác cứ nói đi. Như cô hứa đi. Thì em hứa. Ừ được rồi, hứa thì bây giờ tôi nói thật nhá. Chú ấy là chú chạy theo hướng này này. Đấy, à. Nhớ là gặp chú ấy là phải nhẹ nhàng nhá. Thế là lão chồng nhà em chạy hướng này gì à? Rồi nhá. Ồ. Chạy hướng đây đúng không? Ồ. Quả này nhá em bắt được nhá. Em đánh cho như tử. Ồ. Ông đứng đây. Ồ, này ơi. Ôi trời ơi. Vừa mới hứa xong lại thế à? Đúng là đàn bà, không tin được đàn bà hứa đấy. Đấy. Không thể tin được bác ạ. Ừ. Vừa mới hứa xong tí nó gặp nó đánh ngay. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi thật chú nhé. Thế chú làm sao mà để nó vác đòn gánh đi, nó đuổi nó đánh thế? Khổ quá, em có làm cái gì đâu. Ừ. Chẳng quá em ăn trộm ít tiền. Ừ. Để mời cụ Lý đi ả đào. Thì hôm đấy là cũng rượu vào vui quá, cho nên là em cũng cho cụ vui, cho nên là em cho hết, không cầm đồng nào về, thế nó mới điên, nó mới đánh em. Cái tội đấy nó đánh là phải rồi. Bác thử nghĩ chứ. Mình đường đường nó đứng nam nhi thế này. Ra đường là nhìn ôi người sợ. Ừ. Về nhà là kẻ hổ người hạ đủ cả. Thế mà hở một tí nó đánh thôi. Như tử ở cái làng này ấy, em có lẽ là người đen đủ nhất thì lấy phải con hổ bồ. Thì tưởng thế nào chứ. Giống ông con, ở nhà ông con cũng bị vợ đánh suốt. Người láo lắm, còn đánh cho người vỡ mõm đấy. Thế bác ơi, ở nhà là bác là cũng giống như em. Giống là giống thế nào? Tôi đường đường là một trọc phú, vợ tôi vớ vẩn, tôi đập chết chứ gì. Nhưng tôi nói cho chú biết nhá, vợ tôi mà giống như vợ chú rồi nha, tôi đánh chết. Vâng. Trời ơi, ông thật là có chí khí. Chí khí chứ còn gì nữa. Em hỏi thật, bác có cái cách nào trị vợ thì bác bảo với em với, chứ em khổ lắm rồi. Tôi nói thật với chú nhé, vợ thì nó cũng dăm bảy đường vợ, nhưng mà mình phải hiểu được vợ như thế nào chứ. Vợ của chú khác, vợ của tôi khác nhá. Cái điều quan trọng là ta phải tìm được tận gốc, hái được tận ngọn. Tức là đó là như thế nào ạ? Giống như là trồng cây ấy. Giống như là chăm sóc cái cây bonsai ấy. Thì là mình muốn cong thì mình sẽ uốn thành cong, mà mình cho nó thẳng thì cho nó thẳng. Không, nhưng vợ em lại muốn nó phải vẹo. Vẹo? Vẹo gì? Vẹo thì chú vặn nó lại. Vặn lại. Ông ơi, thế thì con hiểu rồi đấy. Chị vợ là vặn vẹo đúng không ông? Mày lại ít cái mồm. Chú đã hiểu chưa? Em chưa. Thôi, bây giờ thế này. Để hiểu sâu hơn thì em mời bác về nhà em, chúng ta làm bữa rượu. Rồi em từ từ em sẽ hiểu. Được không ạ? Vâng. Đây em chỗ. Chú. Dạ. Sao ạ? Này. Nhưng mà vừa rồi ấy, tôi thấy vợ chú cầm cái đòn gánh, bây giờ tôi với chú về liệu có ổn không? Không, không ổn đâu. Không ổn thì về đây chết à? Em mà ổn á, bởi vì em đi cùng với bác cơ mà uy của bác như thế này, chắc chắn vợ em nó phải để mặt, nó phải sợ chứ, đúng không ạ? Có lý, có lý. Bác, đi luôn bác. Ông ơi, hả? Thế thì ông con mình lại có cỗ à không? Lại có. Đi ông. Đây, mời bác ngồi. Trời ơi, vẫn đau thế à? Vợ em da đòn nặng quá. Ông lau máu kìa. Rót nước ra đi. Dạ. Ôi thì... Thế mà sao chưa thấy cố bàn gì nhỉ? Em nghĩ là cái tình hình này có thể hôm khác quá. Chứ em đau lắm.
Mà bây giờ mồm mép em như thế này uống nó cũng khó. Mà em cũng không biết là tí nữa vợ em nó về có khi nó lại lánh tanh bảnh hết, nó lại tẩn em tiếp. Chú buồn cười. Chú mời tôi về đây để ăn cỗ, để uống rượu, để tôi bày cho chú cách đối phó với vợ chú. Thế mà chú lại bảo là thôi, thế có nói chuyện gì? Ông ơi, chắc là tiếc bữa cỗ đấy. Có thể như thế đấy. Chú tiếc tôi bữa cỗ chứ gì? Không, ăn uống với em với bác thì em tiếc cái gì đâu. Nhưng mà cái tâm trạng của em bây giờ nó bất an, nó hồi hộp, nó lo lắng, nó sợ sệt ý bác ạ. Chính vì thế mà em nghĩ ăn nó cũng không ngon. Thôi được rồi, thế bây giờ thế này nhá. Chú cứ đem rượu ra đây. À vâng, rồi rượu. Rượu thì nhà em lúc nào cũng sẵn. Nô. Dạ. Rồi vào bảo con Sen mang cho ông chai rượu ra đây. Dạ, ông để đâu ạ? Bảo nó biết ở dưới gầm giường. Dạ dạ vâng ạ. Bác, bác phải nghĩ cách cho em, chứ em sống cũng không bằng chết như thế này, khổ tâm lắm. Thì đúng rồi. Hôm nay là tôi sẽ bày cho chú một cái cách rất hay để chú có thể trị được vợ chú. Được thế thì còn gì bằng. Chứ sao bác... Tôi là có nhiều kinh nghiệm lắm. Có gì thì bác cứ dạy bảo luôn đi ạ. Dạy bảo làm sao được. Rượu vào thì nhời nó mới ra được. Em hiểu rồi. Chứ có rượu sao mà nhời nó ra được. No. Đây 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 à, rượu đây. Lâu thế. Dạ. Ra rượu đi đã. Ra rượu đi đã. Rượu vào thì mọi chuyện. Ui thơm lắm ông ạ. Rượu nhà ông đúng là rượu ngon đấy. Ngon cũng không đến lượt mày. Ra rượu nhanh lên. Đây ạ. Dạ đây. Thôi em mệt thì mệt cũng phải kính bác một ly. À. Bây giờ tôi nói cho chú biết nha. Cái chung quy các bà ấy ghen chúng ta là chỉ vì cái chuyện chúng ta cứ hay đi tỏn tém. Chú hiểu không? Cho nên là bây giờ là chúng ta phải hết sức cảnh giác cái việc đấy. Đừng để cho các bà ấy biết thì đánh mình là phải rồi. Em nói thật với bác. Cái tỏm tem đấy là nó ăn vào máu em rồi, không thể nào bỏ được. Bây giờ bác bảo ăn vụng mà lại biết chùi mép thì lại tài quá. Em không để ý cái chuyện đấy đâu, cho nên là cái cách đấy thì em thấy là không ổn. Thì đấy, căn cái tội là ăn vụng không biết chùi mép, cho nên nó mới đấm cho vào mép sưng bếu lên kia kìa. Tôi thấy chưa? Cách đấy em nghĩ em không làm được. Bác xem bác có cái cách nào khác không ạ? Thế cái cách đấy chú không làm được cái gì ạ? Em không... À thôi được rồi, bây giờ tôi mách cho chú một cách này thứ hai. Cách gì ạ? Là uống rượu thật say vào. Nha. Nó say vào là nó máu mình nó bốc lên là mình có thể mình đánh lại nó được. Mới lại nó có đánh mình thì mình cũng không đau. Nhớ không? Cách đấy có hay không? Không được đâu. Ôi, ôi. Em nói cho bác nghe nhé. Bình thường ấy, là em nhìn một vợ là em đã sợ lắm rồi. Bây giờ bác bảo em uống rượu say vào, em nhìn thành hai vợ thì cái nỗi sợ của em nó còn dâng lên gấp đôi, em không thể chịu được đâu. Chú đúng không? Khó nhỉ. Vâng. À, thôi được rồi. Bây giờ tôi có cách này, hay lắm. Nhất định chú sẽ trị được vợ chú. Cách gì bác nói nhanh lên. Đây này nhá. Vâng. Kế hay. Kế hay thì phải rượu ra chứ gì. À vâng. Chắc chắn là sẽ phải có một mâm cỗ. Nô, vào bảo gia nhân mang cỗ lên đây. Dạ. Rượu quá ngon. Vâng, em phải ngon.
thằng kia. Rót rượu. Ông ơi. Hết rượu rồi. Hết rồi. Sao lại hết rượu? Ông, sao lại hết rượu? Từ uống thế rồi bác ạ. Bốn bầu rồi. Bác phải để cho em tỉnh táo. Để tí nữa em còn làm theo những cái gì mà bác vừa mới chỉ bảo chứ. Bốn bầu gì à? Vâng. Rượu là ngon nhá. Hôm nào mang cho tôi một hũ nhá. Một hũ gì ạ? Hôm nào bác sang đây uống thì em lại uống với bác hai hũ. Lo cái gì rượu thì em có mà đẩy. Chú nhớ nhá. Cái gì đấy? Em nó về. Hả? Ôi trời ơi, chú vợ về làm sao mà phải sợ thế? Lần nào vợ em nó về, nó nhìn thấy em uống rượu là nó cũng tẩn em tơi bởi hoa lá. Không sợ nhá, hôm nay có tôi ở đây rồi là chú không sợ. Hiểu chưa? Cứ đứng lên đi, cứ làm theo ý tôi đi. Phải rồi. Thế, có bác ở đây thì tại sao phải sợ? Không có sợ nhá. Rồi ơi, cái ông này, bây giờ ông còn lôi người về nhà để mà nhậu nhẹt uống rượu như thế này hả? Mày nói ai? Nhà nào? Tao đang ngồi ở quán. Quán nào? Đây là nhà chứ quán nào? Ông đứng dậy nhanh cho tôi. Bỏ tay ra. Cái con Đào này, ai gọi nó đến đây? Ôi trời. Thằng Lô mới gọi đến đây à? Con Đào nào? Nào cho tao. Con Đào nào? Tôi là vợ của ông cơ mà. Nhá. Vợ nào? Vợ nào? Hả? Không có vợ. Ai rồi ơi, ông còn đẩy tôi đi nhớ cái ông này. Tao là tao đã có vợ rồi, mày bỏ tay ra. Đúng rồi. Mày đừng có quyến rũ tao. Tao ghét nhất là đàn ông có cái thói trăng hoa, nhớ chưa? Tao cũng không có tiền để cho mày đâu, mày cút ra ngoài cho tao. Để cho tao được uống rượu. Đấy, cô thấy chưa? Bỏ tình trạng mới đừng có gần tao làm gì. Cô thấy là chú yêu cô, yêu vợ, hướng vợ đến như thế nào chưa? Chỉ có vợ thôi, nhất vợ nhì giời. Dạ. Thế mà cứ đánh chú như thế nào? Trời ơi, em có biết đâu là chồng em yêu em như thế. Ôi Minh ơi. Chờ, bỏ tình trạng mình. Em là vợ của mình mà. Đã bảo là bỏ ra thì mà nó buồn cười thế nhỉ? Thôi bác ơi, em dìu chồng em ở bên trong nhá. Say quá nhỉ? Dạ. Mà say là thật lắm. Thế cho chú đi nghỉ đi. Nha. Mình. Buồn cười. Người say là người thật. Đây là cô là bám vào tôi đấy nhá. Đấy, không em vợ của mình mà. Trời ơi, yêu mình quá. Mày thấy chưa? Mày thấy kế của ông mày giỏi chưa? Mà bây giờ hết rượu rồi còn ngồi làm cái gì? Hết rượu rồi ông ạ. Sao? Con bảo ông này, trong cái khó nhiều khi lại ló cái khôn. Cái cách này của ông thông minh thật đấy. Chứ sao nữa. Ông này. Nhưng mà thôi, sắp tối rồi, ông về đây nhỉ? Trời sắp tối rồi ông ơi. Thôi đi về sớm đi. Bà lại tẩn chết. Mà bà có tẩn ông đâu, toàn tẩn con đấy. Đây, đằng này. Không tẩn mày đi tẩn ai. Chẳng nhất tẩn ông à. Ông sao mà tẩn ông đó? Đây, ông đi cẩn thận nhá. Đây, ông đưa tay cho con. Ông ơi, tự nhiên mày được bữa cỗ ngon nhỉ ông nhỉ? Phải nói là cỗ này của nó ngon đấy. Đây, ông ngồi đây. Cái điều thú vị là hôm nay ông học được nhiều điều. Cái thằng chú em thế mà khá đấy. Dạ, con để múc ông ở đây nhé. Ông ơi. Ông. Cái gì đây? Hôm nay con chót uống mấy ngụm rượu. Ông cho con ngồi nhá, chứ con đứng đây con mệt lắm. Trời láo nhỉ. Nhưng mà ai cho phép mày để uống như thế? Nhưng mà thôi được. Mày ngồi xuống đây ông bảo. Ây da. Lần sau ấy nhá,
không được uống vòng trộm kiểu ấy nhá. Cứ không người ta cười vào mặt ông là không biết dạy tôi tớ trong nhà. Thì ông thấy đấy, nhưng hôm nay là cô bản ê chề ra, con có được miếng nào đâu, chỉ dám uống vài ngụm rượu nho nhỏ thôi. Mà tao nói cho mày biết nhá, mày không được uống rượu như thế, uống thêm mày say thì ai đưa ông về hả? Ôi, ông ơi, ông nói to thế, muộn rồi, bà mà nghe thấy bà ra bà đánh chết. Tao đấy sợ nhá. Bây giờ tao là cái nóc nhà này rồi, tao là chủ cái nhà này rồi. Hôm nay là tao học được nhiều điều, bây giờ tao khác, tao đấy sợ. Ôi ông ơi, ông ơi, còn lại ông tỉnh cho con nhờ. Ông uống rượu từ chiều đến giờ mà sao ông vẫn chưa tỉnh thế hả ông? Thì tao đã say đâu mà tỉnh. Rồi ôi, mọi khi về ông say sưa thế này, bà toàn đánh con chứ có đánh ông đâu. Con toàn là người chịu đòn thôi. Đúng là các cụ nói nó có sai. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Láo nào, mày bảo ai là châu ai là bò? Dạ, con không dám. Bây giờ đi vào lôi cổ bà ấy ra đây, lấy nước rửa chân cho ông. Đi đi. Dạ. Láo nào, bây giờ đến vừa mới chọc mắt được một tí rồi. Ôi, tôi đã bảo rồi. Gì đây? Tôi đã chuyển hồi báo danh cho ông là ông có đi thu nợ, thu nần gì xong một cái thì ông phải về nhà luôn cơ mà. Hả? Vẫn lại nhậu nhẹt say sưa bí tỉ như thế này à? Hả? Tại sao tôi nói mãi mà ông không hiểu thế hả? Mà cái thằng nô đâu? Ta đã bảo mày là đưa ông đi đến nơi về đến chỗ rồi mà mày vẫn để ông nhậu nhẹt như này à? Bà nhá, bà thì bà thả trôi sông mày nhá, cái thằng nô nhá. Cái con này láo nhỉ? Buông tao ra. Ông bảo là ai lão? Ông bảo ai lão? Ông bảo ai lão? Cái con này mày buông tao ra. Như lão nào? Tao là người có vợ rồi nhá. Vợ tao là đẹp nhất cái vùng này. Nó ngoan ngoãn, nó hiền lành, chứ vớ vẩn như chúng mày. Này, tao nói cho mày biết nhá. Vợ tao là nhất luôn. Cái gì? Bình thường thì chẳng cứ nói như thế. Bây giờ phải mượn rượu vào thì mới nói được những lời này với người ta. Thì những người uống rượu là người ta nói thật. Thôi đi vào đi nghỉ nào. Người gì thế chị? Sao tao lại nghỉ với mày nhỉ? Tao phải nghỉ với vợ tao chứ. Rồi, vợ đây rồi. Nào, thì đi vào đi nghỉ nào. Vào đi nghỉ hả? Thế à? Ô thế này là hóa ra là hến này. Thế mà anh cứ tưởng là... Hến nào? Hến nào? Ông giỏi nhờ. Hóa ra là ông vẫn tư tưởng đến con hến đúng không? Nó chửi mà.